Sao vang luôn. Gì đâu mất tiền. Trước cái đi, ta lộn qua đây chạy xuống giếng nữa. Chạy bắt trước cái ta lộn qua đây, là nó bắt xe không? Chạy giếng nữa rồi. Không dở lắm. Nên đây. Đó, chạy nè, chạy xuống giếng nữa nè. Thì cái đè em ta nằm đó có sao đâu. Mà cầm mình mất nước không được kiểu đó. Nằm không được. Sao? Đụng luôn, đụng xe luôn. Đụng xe đụng biếu không nha. Đang đôn là ngày nè, đôn này nè, đúng rồi. Chạy thế. Tiếp xe tiếp. Chạy về dưỡng mã lại. Dưỡng mã lại. Chiếu người ta lại con không? Chắc không ăn đi. Làm tháo lại. Chạy. Một con. Chốt kìa, bắt con mã. Qua bệnh bắt con mã anh bệnh kìa. Bắt con mã anh bệnh á. Ừ. Bắt mã bệnh giết con mã hơn. Chạy con mã thì còn lâu lắm. Ừ. Ta xuống ta bắt mã nào giữ luôn. Tháo lộn nè. Tháo mình lộn về. Ok, không về được mà. Xuống con kia lại. Tháo lộn về được. Tháo lộn về. Rồi bắt đầu lên mã. Ê, lên mã chưa được nha. Lên mã chưa được kìa. Đúng rồi, về cái đi. Nãy xong quánh chiếu trước trời. Quánh chiếu trước hay quá. Nghe chiếu lên tượng khỏe quá. Tới đó rồi pháo này lộn xuống cái đầu đằng sau là tầm ba bật đứng lên rồi kia nó còn có hai con này á hỏng một chút nè chưa có cái gì đâu mà nguy hiểm đâu lộn xuống lên tượng gì ta bỏ không bỏ không pháo à bỏ tượng à ta lộn xuống ta lên tượng trước không chịu lỡ
rồi thì lộn chốt đi rồi xuống sỉ chốt đi chiếu chết kéo pháo ra kéo pháo vô đi kéo pháo vô chiếu kéo pháo về luôn kéo kéo ra đây thủ luôn nè ừ. Nó cứng được con mã với con xe được nhưng mà con xe với con mã nó quýnh quýnh hở luôn mà hở hở sườn chiếu đây giờ mình kéo về trước đi kéo về pháo về trước ở bắt con xe tao thảy chiếu rồi quýnh luôn chiếu mình được chứ xe xuống ém dở mà ổn con mắt biết như nước không có chở tay được để con xe anh ta guồng đâu đè anh ta guồng tao quýnh cái là quýnh chiếu trước đó đi chiếu cái nữa nè trước cái đi chiếu cái trước tay sau thảy lên đây luôn nè thảy mã lên đây luôn ờ chiếu trước đi chiếu đi thảy mã này thí luôn tay đây giữ luôn giữ được mấy chân luôn rồi thả mã lên ừ thí luôn ngủ thí luôn chiếu kéo về đây lại chiếu đi chiếu chiếu những cái máy cái điện thoại hùng đạp này dễ đúng rồi đúng rồi đúng đúng kéo pháo về kéo pháo về kéo về ngay chân mã nó nặng được bỏ xuống mình xuống luôn không thằng gãy đeo luôn xuống thì xuống luôn sợ gì không có vào đây nó ngắm không có vào được đâu sợ đây vào đây vào đây nó có xỉ luôn hả không à sĩ tướng ăn gà ăn sĩ này nha con pháo này lộn xuống ăn sĩ luôn ừ luôn. Ăn sĩ luôn chơi luôn thì bi thế mình ra mình bắt con này bắt con nào bắt con ngại gì bắt ăn được không ăn được hai con rồi sợ bắt đi dám ăn không bắt có dám ăn không cũng quan trọng rồi dây 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 cho nó đây nó làm rồi đúng rồi nó không dám ăn đâu khoan được nếu một cái ăn xe anh tính kỹ coi anh ăn con này nè mới lợi thế hơn ăn cái là anh còn có lợi thế giúp về nữa ăn xe luôn hả tướng luôn tướng luôn chiếu luôn chiếu chiếu chạy xuống ăn chốt xuống cái là xong đúng rồi kia đẹp anh con này nè anh rút ra anh rút lên cái là bí rồi kia mới đẹp.